Ok, chào các bạn nhé. Thì mình làm thêm một clip thanh lý đồ nhé các bạn. Clip này mình cố tình giảm giá thật sâu nha, cộng với đi tới những cái mà trước đây mình ít nói tới á, để thanh lý cho nó xong nha. Còn rất là nhiều đồ. Ok, đầu tiên kế bên mình nha. Cái là một cái tay điều khiển các bạn. Tay điều khiển của cái này là điều khiển cẩu nha, điều khiển cẩu của một hãng, có hãng phía sau các bạn, Abitron nha, Abitron anten nha. Cái này thì nó thiết kế chống va đập nha, chống va đập các bạn có thể để úp để các kiểu nha, nó cũng không ảnh hưởng tới mấy cái nút này trên đây, nó nằm lọt thỏm xuống nha. Cái này bảo vệ hai cần này, có cái này á, là cái người thợ đi cẩu các bạn, họ sẽ đi họ leo lên luôn cái chỗ, cái vị trí để đổ bê tông luôn, họ điều khiển tại chỗ để làm gì, để đổ được đúng cái vị trí cần đổ nha. Thì ok, con này thì mình định để mình lên cẩu mình xài các bạn, nhưng mà cực quá bận nữa, thôi mình đăng nha, khách nào mua được thì mua. Con này mình mua thì họ bán là bán giá cái nha các bạn, giá cái nha. Cái này mình bán ra 650k nha, bao ship. Các bạn sẽ nhìn nha. Để mà xài được cái này á, thì thứ nhất là các bạn phải pin 3,6V nè, pin 1650 á, một viên là ok. Ở đây hai cực của nó nè. Các bạn có thể độ viên pin nằm ở đây nha. Nằm ở đây. 1650. Hàng của Germany nha. Thứ hai các bạn quan tâm á, là cái tần số 434. Tần số này thì cái này là cái tay phát nha các bạn. Còn cái thiết cái module nhận á thì các bạn mua tần số 434 là được nha. Nhưng mà mình không rõ là nó cần thêm cái gì của hãng nữa không. Đó. Hay là chỉ đúng tần số là nó nhận được nha, cho nên mình không bán là bán là bao nhận nha. Chỉ bán cái này thôi, về các bạn sẽ tự tự độ chế vô các bạn. Để mở quay sơ cho các bạn coi một cái nha. Khách nào mua thì mua. Tại đây mình cũng bán 4 5 cái các bạn. Đa phần là chỉ lấy nút thôi, về lấy nút, lấy này lấy kia. Chỉ riêng một anh khách là mua trọn bộ về hên xui nha. Và bán này chủ yếu là cái lời 120 các bạn. Nhiều cái góp lại. Các bạn xem nè. Phải nói là cực. Nè, các bạn nhìn nè. Hàng này phải nói là hàng không thể là ngon hơn. Cái này thì các bạn mua đồ ở Trung, đồ và đặt vào bên Trung Quốc hay là Shopee về các bạn ráp không được nha. Không được như này đâu. Này chống nước, chống gì tuyệt đối các kiểu. À, chống va đập, hàng là hàng xịn. À. Với con anten các bạn, con phát sóng. Abitron nha. CS434 T T TRT. Đó, các bạn thấy nó hệ thống vậy nha. Quá tuyệt vời các bạn thấy nha. Này xài không biết bao giờ mới hỏng nha. Ok, 650k để nguyên trạng bán nha. Không bao gì hết. Nha. Khách nào mua được thì mua. Về chế cháo. Món đầu tiên nha. Nó gồm hai cái tay điều khiển. Một cái nút khẩn cấp. Còn cái này là nhanh chậm nha, nhanh chậm gì nè. Còn cái này là các kiểu nha các bạn, mình không có rành lắm nha. Option. RPM là tốc độ nha. Đó, ví dụ như chỉnh nó nhanh hơn ha, chậm hơn ha, ví dụ vậy. Còn cái này cái gì á ha? Ok. À cái này giống như tắt mở mà, tắt mở. Bên đây của Minh Hồng cũng còn một nút nhấn nữa nè các bạn. À, nhấn làm cái gì đó. Còn cái này cái gì? Không rõ. À, bật on off gì nè. 650k bao ship. Món thứ hai mình muốn giới thiệu chính là cái này các bạn. Mình có hai cái máy nha. Máy này là mình tuyển bên bãi nha. Tuyển nó có clip nổ luôn á. Một cái là của Ryobi, một cái là của Mitsu. Mình không rõ cái này là của Ryobi hay là Mitsu. Bao nổ không khói.
lúc trước mình có lấy về mấy cái mà nó nổ khói trời các bạn. Nè, cái này cũng Mitsu, bao nổ không khói nha. Bình xăng thì còn mới tinh. Đổ xăng đổ dầu và chè là xài. Cái này khách người ta bán lại cho mình, ủa bên bãi bán lại cho mình là bao bao xài nha. Mitsu. Các bạn coi giùm nha, thông số nó là 3.5 PS, là khoảng 5 ngựa hay sao đó. Họ nói như vậy. Tua 2000, còn 2.5 PS là tua 1800. Mấy cái chà băng. Nguyên cụm máy mấy cái chà băng. Toàn bộ xài ok. Về đổ xăng, đổ châm nhớt, giật cái nổ. Ok. Cái này để lại cho các bạn là 1,5 triệu cộng tiền ship nha. Mình thu vốn một cái, còn một cái mình để mình có làm gì làm. Thật ra mua cái này về á, mình định là làm máy nổ để kéo mấy cái củ phát á, để nghiên cứu á. Nha, khách nào mua thì ấy nha, liên hệ nha. Hàng của Mitsu. Bao zin bao xài. Món thứ ba là muốn bán là cái này. Cái này là bộ cái biến áp mình làm cho khách. Cuối cùng khách không phù hợp, khách để lại các bạn. Biến áp này là đầu vào là 220. Đầu ra qua diode nắng các kiểu thì nó ra là 50 mấy volt nha. Nhưng mà công suất là 30 A. 30 A. 30 A dây mình có thể mình hàn ra nó chưa đủ các bạn. Tụ này cũng hơi nhỏ nha. Khách nào cần mình lấy cho mấy con tụ lớn lớn. Còn diode thì là diode đủ đủ tải. Diode tận 50A, 50 hay 80A gì đó các bạn. Cầu diode của Nhật. Cầu diode xịn nha. Cái này cấp nguồn là ra điện xài đang xài nha, đang ấy. Cái này mình đưa vô cái bo điều khiển cái IC để mình chạy cho mấy con mà 60 cho tới 72 V đó. Là xài cái con này 5 mấy V là được. Khách nào có động cơ xài 48 48 lấy con này cũng chạy nha. Ok, cụm này mình để lại 1,2 triệu không bao ship nha các bạn. Không bao ship nha. Tiền công tiền này tiền kia các kiểu 1,2 triệu không bao ship. Biến áp xuyến nha, biến áp xuyến, biến áp xịn về là xài nha, đã sẵn hết rồi. Khách nào mua thì mình sẽ test nha, test đầu ra, test các kiểu, test tải. Áp xuyến dây có lẽ là mình hàng hơi nhỏ, khách nào có xài mà công suất cao cao thì chịu khó hàng đổi ra đây nha. Dây này thì ok nha. Dây dây zin của nó thì ok. Còn cái đầu ra thì mình thấy nó hơi nhỏ nha. Nó ra là 56 V hay gì đó. 56 hay 54 gì lâu quá mình quên. Mình có cái clip trên kênh. Khách nào cần thì mình gửi cái clip cho xem. Dòng ra thì khoảng 30 A đổ lại. Ok, món thứ thứ tư. Món thứ tư là những cái cây này bên bãi rất là nhiều các bạn. Mà giá cũng rẻ nữa nha. Cây này made in Indonesia nè. Cây này nó có một đèn, hai ba bốn đèn. Cái một cái này nó bị vỡ hay sao ta, nó bốn đèn các bạn. Bốn đèn thì các bạn sẽ hiểu là ở đây nó sẽ có bốn cái dây để bắt ra đèn nha, và mấy dây nguồn đó, các bạn phải hiểu vậy đó. Có dây nguồn, dây này dây kia thì ứng dụng là gì. Ủa, cái này 24 V các bạn. Ứng dụng là để mình đưa lên những cái máy á. Ví dụ như máy CNC á. Không biết anh khách có cần không ta? Anh khách mới mua. Ủa đây chỉnh vôn rồi các bạn. Tôi ngộ ta. Này chỉnh vôn chỉnh gì mình mới biết luôn á. Chỉnh vôn là sao? Tức là mình đấu dây ra nha. Ví dụ như máy nó bị alarm nó dừng á, nó thì nó báo đèn đỏ. Mình sẽ check xem cái dây nào là dây đỏ nha. Rồi máy nó báo đèn xanh là đang hoạt động, ví dụ như vậy nha. Mình cứ đấu 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 ra cơ, nó cũng đơn giản. Có một cái đèn cây này 150K bao ship nha, cây đẹp. Còn những cây mà bên bãi nó bán chung tầm 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 100 tới 200 các bạn, chứ cây này không mấy chục không có nha. 100 tới 200, thông thường mấy cây này thì họ bán tầm khách lạ lạ thì 150, khách quen mà lấy 5 7 cây á, thì 100. Khách đi lấy về bán lại á, mà lấy lần nhiều nhiều 5 cây thì họ bán 100. Mình bán lại 150K bao ship nha.
là món thứ tư. Món thứ năm, cái này khách nào cần mình bán lại nha. Này nó hơi cồng kềnh. Cái này thì mình thu tiền đồng 100k thôi nha, còn ship khách chịu. Cái này là tức là mình tháo từ biến áp này ra này, nhưng mà cái khác nha, cái khác, cái một cái mình nghiên cứu mình đã bán mất tiêu rồi. Còn cái này là cái nguyên zin nha, cái nguyên zin. Các bạn thấy dây đồng cũng tương đối to nha. Để đo mấy ly cho các bạn nào xài được xài. Cái này mình chỉ bán bỏ đi thôi các bạn, chứ lâu rồi định xài. 2 ly các bạn nha, dây 2 ly để quấn motor ngon thôi, mình cũng không đâu thời gian đâu, định để quấn motor dây 2 ly không biết bao nhiêu, nhưng mà tính 100k tiền đồng, còn lại khách chịu phí ship giùm mình à, ví dụ phí ship 30 40 gì đó thì khách tự chịu nha. Món thứ tư. Món thứ năm là một cái này. Còn luôn dắt luôn đồ các bạn. Hay là cái này mình để lại mình nghiên cứu. Tại vì nó thật từ bên bãi cũng có các bạn. Mã là POK gạch P NST POK gạch P. Cái này thì nó cũng thực ra cái này là mình mod được nha các bạn, trên những cái Mac 3 cái này kia là mình mod được, nhưng mà cực lắm nha, mình bán mình không có bao mod cái này nha, tại ngồi mò mod này là hơi bị lâu. Mod tức là gì, tức là ở trên Mac 3 hoặc là những cái controller offline mà cái 30 mà 1 trục 30 gì đó là các bạn đấu ra được hết nha. Ví dụ như chóp nè, nó có sẵn mấy cái chân các bạn, cơ bản là mình chỉ đưa ra đây thôi nha, đưa ra đây thôi. Đầu tiên là mình mở ra bên trong mình coi nó nhận bao nhiêu volt, mình tra mã nha, ohm ron jack ohm ron, mình tra mã nó nhận bao nhiêu volt, đó là jack nguồn. Ô tích tay dạy các bạn ơi, này tay dạy nha, cái này mà xài được cái này thì cái này rất là giá trị các bạn. 03 gạch 107742 tay dạy. Tay dạy thì là gì, nó khác những cái tay dạy thì nó sẽ khác một chút so với những cái tay mà cũng điều khiển như vậy, nhưng mà nó chỉ là nút bấm. Tay dạy nó tích hợp cái phần mềm của hãng, còn nút cái tay như vậy mà nó chỉ nút bấm thôi thì nó chỉ là nút bấm thôi. Các bạn có thể mod ra được bao nhiêu chức năng đó được ra hết, nhưng mà nó không có chức năng tay dạy. Còn cái này mà xài đúng như tay dạy thì cái này rất là ngon các bạn. Speak out, speak lên xuống tốc độ, spoil spoil on off ship sale các kiểu nha, NC assist job nha. Hoặc là các bạn có thể xài nó thay vì mình xài một cái tay, mình xài một cái tay điều khiển hết luôn các trục được cho các bạn. Ví dụ như mình gán cho cái này nút là lên 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 là xuống là qua lại, nên mình gán được nha các bạn. Có nhiều khách làm cái Mac 3 mà đưa ra cái máy tính các bạn, cái bàn phím á, là họ mod hết trên đó luôn nha. Ví dụ như ba cái phím chức năng lên lên xuống qua lại là họ mod cho cái hành trình này, cho cái trục đó, nó đi đi lên xuống qua lại. Ok, cái này thấy còn đẹp nguyên zin nha, mình mua lúc trước mua cũng cao 4 500, định là về ráp vô máy cho khách, nhưng mà cuối cùng dự án bị hủy kèo, giờ để lại các bạn 400 bao ship. Khách nào mua được thì ủng hộ nha. 400 bao ship, jack này là chính là jack 2 4 6 8 10 12 14 15 chân, jack 15 chân. Kết nối 15 chân, 400k bao ship. Đồ thì còn nhiều lắm các bạn. Ôi, một bộ. Bộ này khách nào chơi hệ hàng sale pin thì sẽ biết. Bộ này mình mua 1 triệu mấy các bạn. Để lại nha, từ từ nha. Nâng áp. 2 cái biến tần để nằm từ hồi nào tới giờ, hàng xịn. Tiếp tục.
Pin này khả năng ngày mai ngày mốt ngày kia đó, khi mà rảnh đó, mình sẽ xả theo từng tầng, tại vì rất là nhiều khách cần chạy hệ 48 đó. Bản thân mình rã ra mình cũng dễ xài nữa nha, ví dụ như hệ 48 nha, ampere ví dụ nó rạc khoảng 40 50 ampere là ngon các bạn, là quá ngon nha. Để các bạn lên lên xe điện xe gì cũng dễ nha. 48, hệ 48 là hệ dễ xài nhất. Motor cũng nhiều, khỏe, sạc cũng dễ nha. Để như vậy sẽ khó bán, cũng nhiều khách hỏi muốn mua mà khó bán. Cái này trên tem nó để là 130 A, thì nếu mình xả ra 3 tầng nha, thì mình tính phòng ra chia ra nha, thì một tầng như vậy thì nó có thể chịu được là 4 4 3 12, khoảng 40 A nha một tầng. Còn bao nhiêu áp bao nhiêu thì mình chưa rõ nha, từ đó mình sẽ cắt nha, mình sẽ tách 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 hoặc là đóng song 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 lại để mình bỏ công mình làm cái này. Tủ bữa nay cũng cảm ơn hai khách ủng hộ nha, bán được 2 cái giá 1,2 triệu mà có khách còn trả giá nữa các bạn, trả giá bớt xuống 1,2 triệu mình đang bao ship á, thì giá này mình thu vốn nha, không có lời các bạn. Đó, còn nhiều quá trời thôi thu vốn bớt 1,2 triệu. Cái xe này nó cũng hư hết trơn, giờ bán thì cũng các bạn về cũng sửa mệt, chắc mình đem lên sân thượng mình để làm chế điện gió, lấy bánh xe lấy này kia chế điện gió cái này kia chơi, tháo ra chế. Đây cái thứ năm định bán. Cái này thì khách nào hệ cái này nếu mà ai biết xài mua thì cũng đắt các bạn. Nó là cáp sợi quang nha. Cáp sợi quang. Ba đầu nè. Đèn sợi quang. Khi mà có một cái ánh sáng nó vô đây nè các bạn. Cái nguồn sáng á, nó thì nó sẽ đầu này sẽ nó sẽ sáng lên nha. Các bạn coi. Này các bạn thấy nó sáng lên không? Đó. Tức là cái này là cái nguồn sáng nha. Còn cái này nó sẽ phát ra. Đầu này sẽ phát ra nha. Các bạn thấy nó sáng không? Ba đầu, ba dây. Rất là dài nha. Dây tầm cỡ 2 mét. Cái này để ứng dụng làm gì ta? Cái này hàng của Nhật nha. Là cái nguồn sáng đây nè, các bạn chiếu một nguồn sáng vào đây thì từ đây nó sẽ mấy cái đầu kia nó sẽ sáng lên nha. Cái gì mà để giống như cắt bị cắt tay á, camera module. Ôi ôi hai camera các bạn ơi, cái này giống như trong đây nó tích hợp camera luôn hay sao các bạn ơi, cơ bản cũng không rõ lắm. Camera module, còn dây này là ống khí gì nè, này với điện. Ok, nguyên cụm giày bán 400 450k bao ship nguyên cụm. Nguyên cụm hàng Nhật 450k bao ship. Cách nào chế cháo liên hệ. Một cái rìu bi định chế máy cắt. Không, mà cái này mình để các bạn. Mình chế cục pin tại vì mình cũng cần cắt cỏ. Cái trượt này sáng bán 600 bao ship, 600 bao ship. Bây giờ bán 550 bao ship. Trượt. Nó chỉ thiếu cái cây vít me ở dưới các bạn. Ở đây có vị trí bắt vít me nè, bắt gối bắt đồ. Cái này chính là vị trí bắt vít vít me nha. Bắt cái ổ da, cái ổ bi á. À, đi toilet xíu nha. Ở đây mình có một số cái nguồn máy tính, nhưng mà đặc biệt hay là nó có luôn cái chức năng, nó có luôn cái chức năng non stop unit. Các bạn ở cấp vô nha, DC input, tức là nếu mà ắc quy trì á thì các bạn xài cái hệ 24V giùm mình nha, 2.3A
Còn mà pin nickel á thì các bạn xài 23V 2.5A, nhưng mình nghĩ xài ắc quy các bạn. Thì khi các bạn bị cúp điện á thì nó sẽ lấy cái điện từ ắc quy nha. Đó, lấy điện từ ắc quy nó sẽ kích lên để các bạn chạy được cái điện trên đây. Trên đây chính là cái điện chính của cái main nó ra nó xài. Máy in Japan, Nippon, hàng xịn. Hàng này đang sống bao xài nhé. Khách nào mua thì mình chỉ cho cách kích. Kích nguồn kích kích nguồn, thôi mình chỉ luôn nha. Kích nguồn của máy tính á thì các bạn cứ tìm cái dây xanh lá nối với âm. Thì khi đó có nếu có quạt á, quạt nó sẽ quay và nó hoạt động nha. Còn nếu mà các bạn không kích á, các bạn để thì nó chỉ im ru nha. Để im ru. Cái này là cái cơ bản nhất nha. Dây xanh lá nha, nối với âm. Các bạn làm một công tắc. Còn cái bộ phận này không thì mình thấy cũng rất là hữu dụng, rất là hữu dụng nha. Và khi cấp nguồn 220 á thì cái phần dây này nó sẽ ra khoảng 27V để nó sạc vô ắc quy các bạn. Nó sạc vô ắc quy, nó luôn luôn có nguồn nha. 480k một cái nha, hàng Nippon bao xài. Bao ship 480k. Còn mấy bộ này nha. Cái này bán đã luôn á, hôm nay bán ngon quá trời. Còn bơm này để mình rảnh rảnh mình test nha. 100k hai cái để rảnh rảnh test cho các bạn coi. Ok, tiếp theo là đầu bơm. Đầu bơm này là đầu bơm áp cao nha, made in Italy. Đầu bơm này mình còn áp cao, mình còn đúng một cái nha các bạn. Còn một cái nha. Cái này thì bên bãi họ tháo mấy ốc ra, khách nào về có xài cái đế thì xài, không thì tháo ra luôn. Bơm áp cao Made in Italy. Hàng này mình rã trong mấy cái bơm mà màu cam cam mình thấy bán các bạn. Bạn lên mạng tra giùm nha. Hãng thì hãng Winford nha. Hãng Winford. Cái này bữa mấy ảnh đục cái vỏ đó mà, nó hơi cứng cứng cấn xíu. Đục con ốc á. Hãng Winford. Bơm còn ok, bao xài bao áp. À, có mã nè, khách nào tra giùm nha. Made in Italy. Cái này là trong cái thùng nhớt màu cam cam các bạn. Mình rã ra nha. Nó còn luôn cái bộ solenoid nè. Nếu mà còn luôn cái bộ này thì là 950 nha. Còn khách nào không lấy cái bộ này thì là 800 nha, 800 luôn cái đế này, đế nhôm. Đó, khách nào có xài thì xài. Thì đầu vô đầu ra, đầu này nó sẽ vào cái solenoid. Từ đó nó sẽ cấp cấp ra nha. Còn đây là hai con bơm cũng áp cao nhưng mà con này tua nhanh nha các bạn. Tua này là mình tháo trong motor đó nó 2.800, còn cái con bên đây nè là 1.400 nha, con này 1.400 nha. Tại vì bây giờ mình mới biết được là nó liên quan với nhau nha, để mình báo luôn cho các bạn biết. Hybrid app. Cái này cũng y chang cái kia cùng hãng nha. Có luôn cái đế solenoid. Cái này thì mình bán tám trăm năm mươi k bao ship nha các bạn, luôn cái đế này nha, mình giảm thêm một ít nha. Mỗi một cái này thì nó có luôn, mình sẽ gửi kèm luôn một cái chốt nha. Đó, một cái chốt để các bạn có cái chốt vậy đó. Bữa tháo bên bãi thì cũng có nhờ mấy anh tháo để lại giùm, là có hai cái chốt. Đây nè, cái đầu này nè, cái đầu này thì các bạn sẽ khớp vô đây nè, nó khớp nó vô đó. Còn cái cốt motor thì các bạn sẽ rảnh nha, bắt vô chế cháo. Còn không thì khách nào tháo cái đầu này ra thì lấy cái cụm ấy thôi đó, cái cụm bơm thôi, bơm Italy. Còn ba cái tiếp theo, cái bộ này thì mình ống này ống cỡ 10 18 20 các con này bán 450 bao ship nha, thanh lý không biết bao nhiêu, 15A 15cc 15A
Kayaba, Kayaba 10, GP1. Bạn tra mã giùm nhé. Mình rửa nước á, xong mình để ấy nữa hả? Các bạn nó hơi rỉ rỉ bên ngoài nha. Bên trong áp còn ngon, 450. Còn cụm này cũng bán, cụm này 400 nha các bạn. Nha, 400 bao ship luôn. Cái này thì cũng còn áp, cũng còn áp. Tại mình rửa nước á. Mai mốt chắc phải tránh vô đây rửa nước. Ở đây còn một cái đầu bơm các bạn. Cái này chắc mình rã ra mình bán giống như cái kia quá, bán ở đầu bơm thôi. Cái này cái bình thì các bạn thấy nó cấn cấn nha, nhưng mà bình vẫn còn nguyên nha, mắc dầu cũng còn ngon nè. Bình dầu này cũng tương đối lớn nha. Còn motor thì nó là motor 3 pha, hai để mình lo ra nha các bạn. Tự nhiên nó có cây này. Made in Italy nha. Motor là 3 pha. Con này như 2 kg mấy, 2,2 kg đấy các bạn. Bạn thấy 2,2 kg không? Ba ngựa nha. Ba ngựa tua cao, tua nó 2,9, 2,8, 2,9 gì đó. Tua cao. Nhưng mà cái đầu ở đây thì nó bị cứng cấn, nó bể các bạn, không biết còn xài được không nữa. Chung cơ bản thì bán nhanh nha, bán nhanh. 1,4 triệu bao ship, 1,4 triệu bao ship nha. Vậy các bạn coi xử lý lại. Chỉ riêng cái phần đầu bơm với cái phần solenoid mình đã bán là 850k bao ship nha. Còn cái này thì mình bán 1,4 triệu bao ship. Khách nào mua được thì mua. Và bánh xe còn 4 bánh các bạn. Bánh của Hàn Quốc. Còn rất là ngon, mình vệ sinh sạch sẽ hết rồi. 4 cái mình để 3,4 triệu bao ship nha, giá thấp nhất, thấp hơn mình không bán được. 3,4 triệu bao ship, thu vốn. Các bạn cái này là tháo xe thang ra nha. Các bạn nhìn nhìn như vậy chứ nó tưng rất là êm các bạn. Mình cứ nghĩ là bánh xe này nó rất là cứng các bạn, nhưng mà không phải như vậy nha. Nó cũng tưng tưng, nó cũng rất là ok các bạn, tưng giống như cái tưng cái xe bánh có hơi vậy đó. Đường kính thì khoảng 4 tấc nha. Mình đo từ tâm ra thì nó khoảng bán kính thì khoảng 2 tấc, đường kính khoảng 4 tấc. Bánh xe thì bị ngang cỡ 1 tấc, tấc hơn nha. Loại này thì có cái này thì bị mẹ mẹ mẻ xíu này thôi. Còn lại thì ok. Thì các bạn lắp lên xe mà chở hàng vật tư nông sản gì các bạn. Mình nói thiệt chở chắc 10 năm nữa chưa hư. Ở bên bãi nó đang về một chiếc xe chở hàng các bạn. Rất là nhiều khách hỏi luôn nha, ngày mai mình đi mình quay lại tiếp. Cơ bản nó hơi nát nha, nhưng mà bán giá rẻ về các bạn dọn lại chạy chở đồ nông sản này nọ thì mình vô tư bình thường nha. Hàng cái nào ấy quá thì hàng sửa lại nha. Quan trọng là giá nó rẻ mà nó đang có sẵn bộ khung. Mình không cần phải bỏ nhiều công sức nha. Về mình chỉ dọn cái phần động cơ hay gì gì đó thôi. Mình đang kêu 8 triệu bên bãi. Ok, còn một số cái động cơ các bạn. Cái này bữa nay cũng à nhớ tới cái này. Tí mình làm một cái clip đấu lại tam giác cho anh khách nha. Còn một số cái này thì chế máy hút chân không á. Mua sỉ thì 200k một cái đếm tới nha, còn mua lẻ lẻ thì cái này thì 300. Còn mấy cái này thì 200 220. 48W 220 300. Còn mua sỉ bổ đồng thì 200 đếm tới, lấy hết khoảng 20-30 cái gì đó, 20 cái 30 cái gì đó các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha.